năm nay sẽ lành ít giữ nhiều cho VinFast. Năm nay VinFast có vẻ bán được nhiều xe điện, nhưng dưới mức mong muốn khá nhiều, 35.000 so với 50.000 dự tính. Nợ tổng cộng hơn 8 tỷ đô, thấy kế hoạch của hãng xe Singapore là mở rộng qua Ấn Độ và Indonesia. Báo chí cách mạng chủ yếu đăng tin hoan hỉ về doanh thu của VinFast tăng cao, nhưng đa số là bán cho công ty taxi xanh SM, một công ty con của Vingroup. Trong khi VinFast đánh đông dẹp bắc trên toàn cầu thì thị trường chủ đạo của VinFast là Việt Nam sắp bị xâm chiếm bởi hãng BYD của Trung Quốc. Có lẽ đây mới là vấn đề đáng lo ngại nhất của VinFast. Vì có thể lượng xe đi bán ở nước ngoài sẽ ít hơn lượng thị phần bị BYD cướp mất. Bởi vì cùng mang yếu tố Trung Quốc thì BYD có lợi thế hơn nhiều do là hãng xe hàng đầu thế giới. Đã lâu năm và uy tín so với VinFast. Lâu nay anh em VinFan vẫn hay nhí nộn là nên mua xe điện để bảo vệ môi trường. Nhưng đó là khi VinFast một mình một chợ. Bây giờ xe tàu vào thì chém thế là hỏng rồi. Lại chuyển sang mua xe VinFast là yêu nước. Nhẽ nào còn mỗi bài đó. Rồi anh em ca ngợi taxi xanh vì là xe điện thơm, sạch. Vậy nhỡ Mai Linh, Vinasun, tại Grab họ mua một mớ xe điện tàu về chạy thì sao? Nói chung là tứ bề thọ địch. Vì vậy năm 2024 sẽ là năm lành ít giữ nhiều với VinFast. Do không chỉ thêm đối thủ BYD mà cả mấy hãng xe điện cỏ của Trung Quốc cũng sẽ tham gia thị trường Việt Nam. Ô tô điện VinFast sẽ mất thế một mình một chợ. Dự là ô tô điện tàu cũng sẽ lúc nhúc như xe máy, xe đạp điện Trung Quốc ở Việt Nam. Mình thấy anh em VinFan hay chém gió về lợi thế chạm sạc của VinFast. Nhưng BYD là hãng khủng. Nó làm phút mốt, còn VinFast sẽ gồng nợ 8 tỷ đô này đến bao giờ? Khi thị trường bất động sản năm nay vẫn chưa thấy le lói khởi sắc, trong khi giá cổ phiếu VFS bên Mỹ vẫn quanh 5 đô la và dự sẽ còn xuống tiếp theo lộ trình bán ra thêm của hãng xe này.